Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài học môn xác suất thống kê. Nội dung của buổi học này chúng ta ôn tập về quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Trong phần ôn tập các quy luật phân phối này, chúng ta sẽ có 4 quy luật. Thứ nhất là phân phối siêu bội. Thứ hai, phân phối dị thức. Thứ ba, phân phối Poisson. Và thứ tư là phân phối chuẩn. Các bạn sẽ có 4 ví dụ tương ứng với 4 quy luật phân phối này. Thông qua các ví dụ này, chúng ta sẽ ôn tập lại về lý thuyết của các quy luật phân phối. Bây giờ chúng ta xét ví dụ thứ nhất, ôn tập cho phân phối siêu bội. Ví dụ 1, một cửa hàng bán 13 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Một người chọn mua ngẫu nhiên 5 bóng đèn từ cửa hàng này, gọi X là số bóng đèn tốt người đó mua được, lập bảng phân phối xác suất và tìm hàm phân phối xác suất của X, tính xác suất người đó mua được 3 hoặc 4 bóng đèn tốt. Chúng ta có mô hình của ví dụ 1 như sau. Có N lớn bằng 13 bóng đèn từ một tập hợp đầu tiên. N lớn 13 bóng đèn. Trong 13 bóng đèn này có 3 bóng hỏng, nên do đó sẽ có 13 trừ 3 là bằng 10 bóng tốt. Từ 13 bóng đèn này, chúng ta lấy ra ngẫu nhiên N nhỏ bằng 5 bóng. Gọi X lớn là số bóng tốt trong 5 bóng chọn ra. Khi đó X lớn là một biến ngẫu nhiên, thì chúng ta cũng sẽ suy luận X lớn có thể nhận những giá trị nào. Vì trong tập 13 bóng đèn này có 10 bóng tốt, do đó có thể xảy ra là cả 5 bóng đèn này lấy ra này đều là bóng tốt, nên X lớn sẽ nhận giá trị lớn nhất là 5. X lớn chúng ta sẽ có quy luật phân phối siêu bội. X lớn nhận một số giá trị là từ 2 cho tới 5. 5 là khi cả 5 bóng lấy ra đều là bóng tốt. Tiếp đó là kế tiếp trước đó là 4, là cả 4 bóng. 4 bóng lấy ra là 4 bóng tốt, 1 bóng còn lại là bóng xấu. Rồi trước 4 là 3, rồi 2. Thì chúng ta cũng sẽ suy luận tại sao lại không có x bằng 0, không có x bằng 1. Thì các bạn sẽ suy nghĩ là X lớn sẽ bằng 1, thì khi đó là có một bóng tốt, thì 4 bóng còn lại phải là 4 bóng hỏng. Mà trong giả thiết chúng ta chỉ có 3 bóng hỏng, do đó không thể xảy ra trường hợp này. Tương tự như vậy, X cũng không thể bằng 0. Do đó biến ngẫu nhiên X này chỉ nhận giá trị từ 2 cho tới 5, là 2, 3, 4, 5. Ở đây chúng ta có quy luật phân phối siêu bội với tham số N lớn là 13, NA là 10 và N nhỏ là 5. Công thức tính xác suất để X lớn nhận giá trị bằng K. X lớn bằng K có nghĩa là lấy được K bóng tốt bằng CKNA nhân với CN-K của N-NA trên cho CN nhỏ N lớn. K là các giá trị từ 2, 3, 4, 5. Từ mô hình của ví dụ này, chúng ta đã rút ra được là X có phân phối siêu bội và công thức tính xác suất của phân phối siêu bội. Từ đó chúng ta có lời giải. X sẽ có phân phối siêu bội. Các bạn ghi nhớ là phân phối siêu bội ký hiệu bằng chữ cái H. Tham số đầu tiên là 13 là N lớn. 10 là số bóng đèn tốt. Trong giả thiết có 3 bóng hỏng, cho nên chúng ta sẽ có 10 bóng tốt. Và số bóng lấy ra N nhỏ là 5. Công thức tính xác suất P X bằng K là bằng CK của 10 nhân với C5 trừ K của 3 trên C5 của 13. Chúng ta có K lần lượt nhận các giá trị là 2, 3, 4, 5. Từ đó chúng ta lập bảng phân phối xác suất của X bằng cách thay
các giá trị 2, 3, 4, 5 vào công thức Px bằng K này, chúng ta được kết quả ở bảng phía dưới. Bây giờ tôi sẽ tính kiểm tra một kết quả. Chẳng hạn bây giờ chúng ta tính P của x lớn bằng 2, chúng ta thay K bằng 2 vào công thức này. Chúng ta có kết quả là 0,03496 năm. Ở trong bảng kết quả chúng ta đã làm tròn tới 11 trừ 5, 0,03497. Tương tự như vậy, ở xác suất x bằng 3 thì các bạn sẽ thay số k này thành số 3 và chúng ta nhập công thức vào máy tính bỏ túi sẽ được kết quả. Từ đó chúng ta tính cho x bằng 4 và x bằng 5. Như vậy chúng ta đã có bảng phân phối xác suất của x. Từ bảng phân phối xác suất của x, chúng ta vẽ lại cái trục số, một cái sơ đồ mà có một cái trục số ghi ra các giá trị của biến ngẫu nhiên x là 2, 3, 4, 5. Và tại các biến ngẫu nhiên x này, các giá trị xác suất của nó được ghi ở ô màu tím ở phía trên. Từ đó chúng ta thấy khoảng trục số này sẽ được chia thành các khoảng là trước 2 bén 2, từ 2 tới 3, từ 3 tới 4, từ 4 tới 5 và từ 5 tới dương mục cùng. Để từ đó chúng ta lập hàm phân phối xác suất của x. Hàm phân phối xác suất của x là f lớn x, chính là các xác suất để biến ngẫu nhiên x nhỏ thua giá trị x nhỏ này. X nhỏ này là một số thực. Thì trên trục số x nhỏ dựa theo các khoảng của các giá trị của biến ngẫu nhiên x đã chia thì chúng ta thấy x nhỏ sẽ có thể nằm trên 5 khoảng ở trên. Vậy khoảng đầu tiên là x ở vị trí từ âm vô cùng tới 2, x nhỏ tới 2. Thì bên trái khoảng này chúng ta thấy không có xác suất nào cả, do đó hàm phân phối f lớn x nhỏ này nhận giá trị bằng 0 nếu x bén bằng 2. Khoảng thứ hai là từ 2 cho tới bén bằng 3. Thì chúng ta thấy x ở vị trí này thì bên trái của x chỉ có một xác suất tại 2 là 0,3497. Do đó giá trị hàm phân phối f lớn x tại khoảng này là 0,03497. Khoảng kế tiếp đó là x lớn hơn 3 và nhỏ hơn bằng 4 thì bên trái x chúng ta sẽ thấy xuất hiện hai xác suất. Vậy chúng ta cộng hai xác suất này lại, chúng ta được giá trị là 0,31469. Kết quả này là do các bạn cộng 0,03497 cộng với 0,27972 được kết quả 0,31469. Khoảng tiếp theo là x lớn hơn 4, nhỏ hơn bằng 5. Bên trái x này chúng ta có 3 xác suất, cộng 3 xác suất này lại, chúng ta được giá trị của hàm phân phối f lớn x nhỏ là 0,8042 nếu 4 nhỏ hơn x, nhỏ hơn bằng 5. Và các bạn có khoảng x lớn hơn 5 thì bên trái x chúng ta có 4 xác suất. Tổng 4 xác suất này hiển nhiên là bằng 1. Do đó trong khoảng cuối cùng là x lớn hơn 5, giá trị hàm phân phối f lớn x là bằng 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục trả lời cho câu hỏi tính xác suất để người đó mua được 3 hoặc 4 bóng đèn tốt. X ở đây có thể nhận 4 giá trị là 2, 3, 4, 5. Vậy biến cố mua được 3 hoặc 4 bóng đèn tốt có nghĩa là biến cố x bằng 3 hoặc x bằng 4, hay có thể viết là 3 bén bằng x bén bằng 4, chính là xác suất của biến cố tổng x bằng 3, p của x bằng 3 cộng với p của x bằng 4. Từ đó chúng ta có p của x bằng 3 là chúng ta tính có thể dùng kết quả ở bảng hoặc chúng ta sử dụng công thức phân phối siêu bội. Công thức ở bảng số là chúng ta đã tính xong, đã tính từng thành phần trong công thức này. Chẳng hạn như C3 của 10 nhân C2 của 3 trên C5 của 13 chính là 0,27972.
C4 của 10 nhân C1 của 3 trên C5 của 13 là 0,48951. Chúng ta cộng hai giá trị này lại được kết quả là 0,76923. Kết quả này chưa có làm tròn, thì khi chúng ta giải vào bài giải chúng ta có thể làm tròn kết quả này. Như vậy chúng ta đã giải xong ví dụ 1. Một phân phối siêu bổi thì có mô hình là từ một tập hợp có n lớn phần tử. Trong n lớn phần tử này có nLa phần tử có tính chất A. Chúng ta thực hiện phép thử là lấy ra n nhỏ phần tử. Gọi x lớn là số phần tử có tính chất A trong n nhỏ phần tử chọn ra. Thì x lớn sẽ có thể nhận một số giá trị từ 0 cho tới n nhỏ. Chúng ta gọi là x lớn có phân phối siêu bội, được ghi bằng chữ cái H, có 3 tham số là n lớn, nA và n nhỏ. Xác suất để x lớn bằng k là chúng ta có bằng công thức là ck nA nhân với cn trừ k của n lớn trừ n lớn a trên cn nhỏ n lớn. Ghi nhớ phân phối siêu bội, chúng ta có ký hiệu cần ghi nhớ là chữ cái h và 3 tham số. Công thức tính xác suất của nó, tính chất của phân phối siêu bội kỳ vọng là đặc trưng cho trung bình của biến ngẫu nhiên x là bằng np, với p là nA chia n. Phương sai của x là npq nhân với n lớn trừ n nhỏ trên n lớn trừ 1 với q bằng 1 trừ p. Như vậy chúng ta đã xét xong ví dụ thứ nhất cho phân phối siêu bội. Bây giờ chúng ta tiếp tục ví dụ số 2 của phân phối nhị thức. Một người có 4 viên đạn, người đó bắn lần lượt từng viên vào bia cho đến khi hết đạn. Xác suất bắn trúng mỗi viên là 0,8. Gọi x lớn là số viên đạn bắn trúng bia. Lập bảng phân phối xác suất và tìm hàm phân phối xác suất của x lớn. Chúng ta cùng xét mô hình cho bài toán ví dụ 2. Ở đây có một hành động là bắn lần lượt n bằng 4 viên. Hành động này bao gồm lần bắn thứ nhất. Khi bắn lần thứ nhất, chúng ta xét một biến cố A là bắn trúng và biến cố A ngang là bắn trượt. Chúng ta dùng một biến ngẫu nhiên x lớn 1 để ghi giá trị cho kết quả của A. A trúng thì x lớn 1 bằng 1, A ngang bắn trượt thì x lớn 1 bằng 0. Lần bắn thứ hai, chúng ta cũng xét biến cố A bắn trúng, A ngang là bắn trượt và biến ngẫu nhiên x2 bằng 1 khi A bắn trúng, x2 bằng 0 khi A ngang bắn trượt. Cứ như vậy cho đến lần thứ tư, chúng ta cũng xét biến cố A hay biến cố A ngang xảy ra. Vậy trong 4 lần này có bao nhiêu lần bắn trúng hay có bao nhiêu viên đạn bắn trúng? Thì x lớn này, chúng ta gọi x lớn là số viên đạn bắn trúng, x lớn là một con số ngẫu nhiên. Và ở đây trong giả thiết là trong 4 lần bắn này, xác suất để biến cố A bắn trúng xảy ra đều là 0,8. X lớn là số viên trúng, có nghĩa là số lần biến cố A xảy ra. X lớn này được tính bằng các bản cộng các biến ngẫu nhiên x1, x2 cho đến x4. Thì biến ngẫu nhiên x lớn chúng ta đang xét ở đây sẽ có phân phối nhị thức được ký hiệu bằng chữ cái B với tham số n nhỏ bằng 4 và xác suất P là 0,8. Công thức tính x lớn ở đây có thể nhận giá trị là 0, 1, 2, 3, 4. 0 là khi bắn cả 4 viên này không có viên nào trúng, và 4 là cả 4 viên đều bắn trúng. P của x bằng k là bằng ckn nhân với p mũ k nhân với 1 trừ p mũ n trừ k. Trong bài toán chúng ta là k từ 0 tới 4. Ở đây là một mô hình của phân phối nhị thức.
Tổng quát chúng ta có 5 phân phối nhiệt thức là chúng ta có N phép thử. Mỗi lần thử chúng ta chỉ xét biến cố A hay biến cố A ngang xảy ra. Và xác suất của biến cố A trong N lần thử này đều bằng P không đổi. Khi đó gọi x lớn là số lần biến cố A xảy ra, thì x lớn sẽ có phân phối nhiệt thức ký hiệu là chữ B, có hai tham số là N là số lần thử và P là xác suất của A trong mỗi lần. X có thể nhận các giá trị 0, 1, 2 cho đến N. X bằng 0 các bạn hiểu là trong N lần thử này không có lần nào A xảy ra. X bằng N là trong N lần thử này, cả N lần thử này A đều xảy ra. Px bằng K được tính theo công thức là tổ hợp chập K của N nhân với P mũ K nhân với 1 trừ P mũ N trừ K. K là 0, 1, 2 cho đến N. Chúng ta lưu ý là ghi nhớ các đặc điểm của phân phối nhiệt thức bao gồm ký hiệu, công thức xác suất và các tính chất của nó. Ở đây ba tính chất này là kỳ vọng, phương sai và mốt của x. Từ đó quay trở lại ví dụ số 2, lời giải cho ví dụ số 2. Từ mô hình chúng ta có lời giải. Từ giả thiết chúng ta suy ra x có phân phối nhị thức với tham số n bằng 4, p bằng 0,8. Khi đó px bằng k, công thức tính là ck của 4 nhân với 0,8 mũ k nhân 1 trừ 0,8 mũ n trừ k. Vậy từ đó để lập bảng phân phối xác suất của x thì chúng ta sẽ ghi ra một cái bảng có hai dòng. Dòng thứ nhất là các giá trị của x lớn ở đây là từ 0, 1, 2, 3, 4. Và px bằng k, các bạn tính bằng cách thay các giá trị k lần lượt vào công thức px bằng k ở đây. Chẳng hạn chúng ta kiểm tra đầu tiên với là k bằng 0. Với k bằng 0 chúng ta có đầu tiên là c0 của 4. Chúng ta có kết quả bấm máy tính là 1,6 nhân với 1 trừ 3, tức là 0,0016. Tương tự như vậy cho k bằng 1, 2, 3, 4. Chúng ta chỉ việc thay các giá trị k đó vào bây giờ tiếp tục là từ bảng phân phối xác suất của x, chúng ta tìm hàm phân phối xác suất của x. Để tìm hàm phân phối xác suất của x, chúng ta vẽ ra một sơ đồ các giá trị của biến ngẫu nhiên x trên trục số và các xác suất tương ứng của nó. Từ đó chúng ta sẽ có các khoảng sau: khoảng x nhỏ bé thuộc 0, khoảng thứ 2 0, 1, khoảng thứ 3 1, 2, khoảng thứ 4 2, 3, khoảng thứ 5, 3, 4 và khoảng thứ 6 là từ 4 đến vô cùng. Hàm phân phối xác suất của x là f lớn x. F lớn của x nhỏ bằng 0 nếu x bé bằng 0. Vì tại x bé bằng 0 thì bên trái của x nhỏ này không có xác suất nào cả. Từ 0 cho tới 1 thì bên trái của x nhỏ này là 0,0016. Do đó giá trị hàm phân phối f lớn x nhỏ là 0,0016. Với x từ 1 cho tới bé bằng 2 thì bên trái x chúng ta cộng hai xác suất này lại, 0,0016 cộng 0,0256 được kết quả là 0,0272. Khoảng tiếp theo là x lớn hơn 2 nhỏ bằng 3. X ở vị trí này, bên trái x có 3 xác suất, cộng lại chúng ta được 0,1808. Khoảng tiếp theo là 3 bén x bén bằng 4. Bên trái x chúng ta cộng 4 xác suất này, chúng ta được 0,5904. Và khoảng cuối cùng x lớn hơn 4, cộng tất cả xác suất trong bảng, chúng ta được kết quả f lớn x nhỏ bằng 1. Bây giờ chúng ta xét tiếp ví dụ số 3.
cho quy luật phân phối qua sông. Ví dụ 3, tại một bến cảng, trung bình mỗi ngày có 6 tàu cập bến. Tính xác suất để trong một ngày mà ta xét, câu A có 4 tàu cập bến, câu B có ít nhất 3 tàu cập bến. Chúng ta xem mô hình của ví dụ 3 này. Gọi x lớn là số tàu cập bến cảng trong một ngày. Như vậy các bạn có x lớn này, có nhận giá trị một cách ngẫu nhiên. X lớn là biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên này không bị giới hạn trên. Biến ngẫu nhiên này xảy ra trong một khoảng không gian là tại bến cảng chúng ta đang xét, và khoảng thời gian ở đây là một ngày. Ví dụ như trong một ngày tại bến cảng này có thể không có tàu nào cập bến cả, khi đó x sẽ nhận giá trị là 0. Có thể trong một ngày chỉ có một tàu cập bến, x nhận giá trị là 1. Và chúng ta lưu ý là x lớn này không bị giới hạn trên. Chúng ta không thể nói được số tàu tối đa cập bến trong một ngày ở đây có thể nhận là bao nhiêu. Nhưng ở đây sẽ có một con số qua điều tra thống kê sẽ xác định được, đó là số tàu trung bình cập cảng trong một ngày là lambda bằng 6. Thì biến ngẫu nhiên x chúng ta sẽ có phân phối qua sông. X lớn thuộc P, P là ký hiệu cho phân phối qua sông với tham số lambda bằng 6. Và công thức tính xác suất là P x lớn bằng K sẽ bằng lambda mũ K trên K giải thừa nhân với E mũ trừ lambda. K từ 0, 1, 2 cho tới vô hạn. Như vậy tổng quát chúng ta ghi nhớ cho quy luật phân phối qua sông. Các quy luật phân phối qua sông thường liên quan đến một số biến ngẫu nhiên có đặc điểm. Chẳng hạn một số biến ngẫu nhiên như sau. Số lượng đơn hàng nhận được tại một nhà máy sản xuất trong một tháng. Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí trong một giờ. Một biến ngẫu nhiên x như thế nào thì có phân phối qua sông. X là số lượng các biến cố xảy ra trong một khoảng đơn vị thời gian, khoảng cách và không gian. Kỳ vọng của x, ex bằng lambda trong khoảng đơn vị thời gian, khoảng cách, không gian đó. Khi đó chúng ta sẽ xếp x có phân phối qua sông P lambda. Và ghi nhớ cho phân phối qua sông, ký hiệu của phân phối qua sông là chữ P. Công thức tính xác suất của nó Px lớn bằng K bằng lambda mũ K trên K giải thừa nhân với E mũ trừ lambda. Các tham số đặc trưng kỳ vọng của x cũng bằng phương sai của x bằng lambda. Mốt của x là giá trị chắc chắn nhất của x, lớn hơn bằng lambda trừ 1, nhỏ hơn bằng lambda. Từ đó chúng ta quay lại lời giải của ví dụ số 3. Gọi x là số tàu cập bến trong một ngày. Chúng ta suy ra x có phân phối qua sông tham số lambda bằng 6. Từ đó, xác suất để có 4 tàu cập bến là Px lớn bằng 4. Vậy dựa theo công thức của phân phối qua sông, lambda mũ K trên K giải thừa nhân với E mũ trừ lambda, thì chúng ta tính ở đây K là 4, lambda là 6. Chúng ta có kết quả là 0,18, 0,133,8526. Kết quả này chưa làm tròn. Thì trong bài giải các bạn hãy làm tròn kết quả vào. Câu B chúng ta là có ít nhất 3 tàu cập bến. Vậy các bạn hiểu ít nhất 3 tàu. X lớn là số tàu cập bến, ít nhất là 3, có nghĩa là x lớn này phải từ 3 trở đi, 3, 4, 5, 6, 7 cho đến vô hạn. Như vậy chúng ta phải tính Px lớn hơn bằng 3. Và x lớn bằng 3 là có rất là nhiều giá trị, chúng ta không xác định được cận trên, giới hạn trên của nó là số nào. Do đó chúng ta phải
thay Px giờ lớn bằng 3 này bởi biến cố ngược lại là biến cố đối lập. Đối lập của x giờ lớn bằng 3 là x giờ lớn rẻ bé thua 3. Vậy để tính Px lớn bằng 3 thì chúng ta dùng công thức là 1 trừ cho p của x giờ bé thua 3. X giờ bé thua 3 có nghĩa là x giờ lớn bé thua 3 thì bao gồm x lớn bằng 0 hoặc x lớn bằng 1 hoặc x lớn bằng 2. Do đó chúng ta lấy 1 trừ đi tổng của 3 xác suất Px lớn bằng k, k từ 0 cho tới 2. Và Px lớn bằng k có công thức là 6 mũ k trên k giải thừa nhân với e mũ trừ 6. Chúng ta tính kết quả bằng máy tính bỏ túi. Sử dụng máy tính bỏ túi, chúng ta kiểm tra được kết quả là 0,938031119. Chúng ta chưa có làm tròn kết quả này. Bây giờ chúng ta tiếp tục với ví dụ thứ tư cho quy luật phân phối chuẩn. Giả sử thời gian khách phải chờ để được phục vụ tại một cửa hàng là biến ngẫu nhiên x lớn, đơn vị đo là phút. X lớn là phân phối chuẩn có ký hiệu chữ cái N với hai tham số là 4,5 và 1,21. Câu A, tính xác suất khách phải chờ từ 3,5 phút đến 5 phút. Câu B, tìm thời gian tối thiểu T, biết xác suất khách phải chờ vượt quá T là không quá 5%. Đầu tiên chúng ta có mô hình của ví dụ số 4. Ở đây chúng ta sẽ xét xem những biến ngẫu nhiên nào thì xếp vào quy luật phân phối chuẩn. Một số biến ngẫu nhiên x có phân phối chuẩn, chẳng hạn thời gian khách phải chờ để được phục vụ. Khi chúng ta vào cửa hàng, chúng ta gọi món chẳng hạn, thì cần một khoảng thời gian để chúng ta được phục vụ món đó. Khoảng thời gian này là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Khoảng thời gian giữa hai chuyến xe buýt kế tiếp nhau cũng là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Trọng lượng của một con bò trong một đàn cũng là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Với biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, chúng ta có ghi nhớ x là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn thì x lớn có hàm mật độ là f nhỏ x bằng 1 trên sigma nhân căn bậc 2 của 2pi nhân với e mũ trừ x trừ mu bình phương trên 2 sigma bình phương với mọi x nhỏ thuộc R, và kỳ vọng ex là bằng mu. Mu này chính là trung bình của x, và phương sai của x là 3x bằng sigma bình phương, thì ký hiệu là x thuộc n lớn mu sigma bình phương. Như vậy, chữ cái N lớn ký hiệu cho phân phối chuẩn, mu này là trung bình và sigma bình phương này là phương sai. Với mu bằng 0, sigma bình phương bằng 1 thì chúng ta có phân phối chuẩn tắc. Nhận dạng một số biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Trọng lượng chiều cao của các đối tượng trong cùng một nhóm. Độ bền của máy móc, tuổi thọ của sản phẩm, năng suất của một loại cây trồng. Công thức tính xác suất của phân phối chuẩn, chúng ta sử dụng 4 công thức. P của x1 bé hơn x lớn bé hơn x2 bằng phi của x2 trừ mu trên sigma trừ cho phi của x1 trừ mu trên sigma. Rồi P xác suất để x lớn bé hơn x2 thì bằng 1/2 cộng phi của x2 trừ mu trên sigma. P của x lớn x 1 thì bằng 1/2 trừ cho phi của x1 trừ mu sigma. Và xác suất để trị tuyệt đối của x trừ mu nhỏ hơn epsilon thì bằng 2 lần phi của epsilon trên sigma. Giá trị của hàm phi x ở đây là 1 trên căn 2 pi tích phân từ âm vô cùng tới x e mũ trừ t bình trên 2 dt. Tích phân này được tra ở bảng số.
Chúng ta có bảng giá trị của hàm tích phân Laplace phi x bằng 1 trên căn 2 pi tích phân từ 0 tới x e mũ trừ t bình trên 2 dt. Chúng ta có hướng dẫn tra bảng tích phân bảng B. Trường hợp biết giá trị của t alpha, tìm phi của t alpha. Ví dụ chúng ta biết t alpha là 2,13, tìm phi của t alpha. Thì chúng ta sẽ tách 2,13 này thành 2,1 cộng với 0,03. Từ đó nhìn trong bảng B, bảng tích phân Laplace dòng 2,1 cột 0,03, giao của dòng và cột này là giá trị 0,4834, là giá trị của phi 2,13. Một trường hợp tra thứ hai đó là trường hợp biết giá trị của phi t alpha, tìm t alpha. Ví dụ chúng ta biết phi của t alpha bằng 0,475, tìm t alpha bằng. Chúng ta nhìn vào bảng B, dò đến ô có giá trị là 0,475. Các bạn dò tìm đến ô 0,475. Các bạn nhìn vào ô này nó nằm ở dòng là 1,9 và cột là 0,06. Vậy khi đó giá trị t alpha chúng ta là 1,9 cộng 0,06 là 1,96. Lưu ý, nếu giá trị của phi t alpha không tìm thấy trên bảng, ta lấy ô có giá trị gần nó nhất. Và một lưu ý nữa là hàm phi t alpha, nếu giá trị t alpha là âm thì phi của t trừ t alpha hay bằng trừ của phi t alpha. Chúng ta có bảng B. Chúng ta quay trở lại ví dụ 4. Trong ví dụ 4 này, đề bài đã cho thời gian khách phải chờ là có phân phối chuẩn với hai tham số ở đây là 4,5 và 1,21. Thì 4,5 này là trung bình của x và 1,21 này là phương sai sigma bình phương của x. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý là 4,5 là trung bình được ký hiệu là nguy, còn 1,21 là phương sai là sigma bình phương. Vậy sigma bình phương ở đây là 1,21. Để tính p của 3,5 bé x bé bằng 5, chúng ta dùng công thức p x1 bé thua x lớn bé thua x2. Chúng ta thay mu sigma x2 x1 vào công thức này. Ở đây chúng ta có x2 là 5, x1 là 3,5, mu là 4,5. Mu là 4,5. Sigma bình phương là 1,21. Ở đây 1,21 là sigma bình phương. Thì do đó sigma là căn của bậc 2 của 1,21 này là 1,1. Chúng ta tính các giá trị phi của 5 trừ 4,5 trên 1,1 là 0,4545. Giá trị này chúng ta làm tròn đến phần trăm là 0,45. Chúng ta làm tròn đến phần trăm là 0,45. Tương tự như vậy, phi của 3,5 trừ 4,5 trên 1,1 chúng ta được kết quả là 0 trừ 0,9090, làm tròn đến phần trăm là trừ 0,91. Dấu trừ này chúng ta đổi thành dấu cộng bởi vì trừ của phi trừ 0,91 là cộng phi 0,91. Từ đó tra bảng tích phân Laplace, chúng ta có phi của 0,45 là 0,1736, phi của 0,91 là 0,3186. Phi của 0,45 chúng ta tra bảng kiểm tra như sau. Ta tìm tới bảng B, 0,45 là các bạn tách thành dòng 0,4 cộng cột 0,05. Các bạn nhìn thấy ô ở đây là 0,1
0,736. Còn phi của 0,91 thì chúng ta cũng nhìn trong bảng ở dòng 0,9 và cột 0,01. Chúng ta có dòng 0,9, cột 0,01. Ô giao này là 0,3186. Từ đó chúng ta có kết quả cộng hai giá trị này, chúng ta được là 0,4922. Bây giờ chúng ta tiếp tục giải câu B. Chúng ta vẫn lưu ý là mu trong bài là 4,5, sigma bình phương là 1,21. Tìm thời gian tối thiểu T, biết xác suất khách phải chờ vượt quá T nhỏ này là không quá 5%. Thời gian chúng ta ở đây là biến ngẫu nhiên x lớn. X lớn này vượt quá T, có nghĩa là xác suất để x lớn vượt quá T, xác suất khách phải chờ vượt quá T, x lớn lớn hơn T. Xác suất này phải không quá 5%, có nghĩa là nhỏ hơn bằng 5%. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm công thức để tính P của x lớn lớn hơn T. T này là giá trị chưa biết. Px lớn lớn hơn T nhỏ này, chúng ta sử dụng công thức ghi nhớ. Px lớn lớn hơn bằng số x1 thì các bạn được 1/2 trừ cho phi x1 trừ mu sigma. Trong bài chúng ta là x lớn hơn T nhỏ, x1 này chúng ta thay bằng T nhỏ, 1/2 là 0,5, mu đã có, sigma đã có. Để chúng ta có ở đây là 0,5 trừ cho phi T trừ 4,5 trên 1,1. Xác suất này yêu cầu phải nhỏ hơn bằng 5%. 5% đã được chuyển thành 0,05 dạng số thập phân. Từ đó chúng ta chuyển vế. Chuyển vế thì các bạn sẽ được cái khúc trừ phi này chúng ta chuyển sang vế bên phải thì thành cộng phi. Và bên phải sẽ ở phía lớn hơn. 0,05 chuyển về bên trái thì các bạn sẽ có 0,5 trừ cho 0,05 là 0,45. Như vậy chúng ta được phi của T trừ 4,5 lớn hơn 1,1. Tra bảng tích phân Laplacer, chúng ta được cái giá trị 0,45 này là phi của 1,64. Chúng ta cùng kiểm tra ở bảng tích phân Laplacer. Chúng ta kiểm tra ô, ở đây là chúng ta tra tìm cái giá trị của T alpha để phi của T alpha bằng 0,45. Chúng ta tìm ô có ghi 0,45. Các giá trị này là tăng dần, chúng ta dò đến ô là 0,45. Như vậy ở đây chúng ta có 0,45 là ô cần giá trị nhất ở đây là 0,4505. Và ở đây có một ô nữa 0,4495. Vậy giá trị ở dòng này là 1,6, cột là 0,04. Chúng ta được kết quả là 1,64. 1,6 cộng 0,04 là 1,64. Từ đó, theo cái dòng ở phía trên, phi của T trừ 4,5 trên 1,1 lớn hơn phi của 1,64. Vậy T trừ 4,5 trên 1,1 phải lớn hơn bằng 1,64. Từ đây chúng ta tìm được T là lớn hơn bằng 6,304. Chúng ta có thể kiểm tra phép tính này. Các bạn sẽ lấy 1,64 nhân với 1,1, ta nhân chéo 1,1 này lên, rồi chuyển cộng trừ 4,5 chuyển sang là cộng 4,5. Ra được 6,304. Vậy thời gian T chúng ta là khoảng 6,304 phút.
Như vậy trong bài học này thì tôi đã ôn tập một số ví dụ về quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Chúng ta có 4 ví dụ tương ứng với 4 quy luật: phân phối siêu bội, phân phối nhị thức và phân phối Poisson và phân phối chuẩn. Bài giảng của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.